đổi giờ chót và gắng giữ gìn sức khỏe nha quý vị, để mà chờ Đức Thầy xuất hiện và sư phụ Kiệt sẽ xuất hiện đó, không phải là đùa đâu. Có những đứa ở ngoài Kiệt theo cái comment thì Kiệt không biết là dân vùng nào, nhưng mà nó chửi Kiệt nói Đức Thầy đã bị chúng tôi giết lâu rồi, làm gì xuất hiện, mong bác xuất hiện để cứu dân thì đúng hơn, anh nói sai rồi, chửi Kiệt gì đó. Thì đại khái một Phật khoan hãy chửi, cái gì mình không biết á thì mình dựa cột mà nghe nghe quý vị, chứ còn mà không biết mà lên đi chửi rồi vì khẩu nghiệp khó lắm, thân khẩu ý, lời của mình nói ra đông thân nó đi vô không gian đâu, nó sẽ bên giai giác các chi vị sẽ ghi hết đó. Kỳ chỉ nhắc nhở gì đó, khoan hả, không biết á thì ghi nhận, ghi nhận từ từ sẽ biết. Ok bây giờ